em giúp anh đi mà Vi. Không lẽ với tư cách là bạn bè, em giúp anh mà em sợ người ta hiểu lầm chúng ta là người yêu hay sao? Vậy thôi, nếu em ngại thì anh tự làm cũng được. Không sao. Để em giúp anh. Cảm ơn em. Chỗ này nè em. Chỗ này nè. Tình cờ quá. Anh Dương, từ lúc nào mà hai người thân thiết với nhau quá vậy? Đã lâu rồi, từ lúc cậu chưa mất trí nhớ kìa. Anh đang nghĩ cái gì vậy? Tại ai mà anh hoàng như vậy? Không lẽ em giúp ảnh với tư cách là một người bạn cũng không được hả? Là anh ta đánh anh trước, em cũng đang bên vực anh ta hả? Anh thay đổi quá nhiều rồi. Ủa sếp Dương, bộ công ty rảnh việc lắm hay sao mà sếp tới đây hoài vậy? Tôi nói rồi, ở đây không ngoan nghênh sếp, mời sếp đi về cho. Anh Dương, anh đừng có quá đáng. Ủa, quá đáng cái gì? Ở resort, cậu ta là giám đốc, cậu ta có quyền đuổi anh. Còn ở đây, anh có quyền đuổi cậu ta. Đây là nhà của anh mà. Sao anh cứ như vậy vậy? Anh Dương đã xin lỗi anh rồi mà. Nếu mà anh nói đây là nhà của anh thì đây cũng là nhà của em mà. Tại sao Vi được quyền tới thăm anh mà anh Dương không được quyền tới tìm em? Em thôi đi, em làm ơn mở cái mắt, bánh cái não ra đi. Cậu ta là người đánh anh trai em đó, còn bính cậu ta nữa. Thôi đi, đừng có cãi nhau nữa. Nếu mà cô không muốn tôi có mặt ở đây, tôi xin phép chào anh. Vi, em nói cái gì vậy? Vi giận rồi kìa. Chú Hải. Sao ba về mà ba không vô nhà? Sao anh biết được? Sao chú Hải ra tù rồi không vô nhà mà phải đứng lấp ló ở ngoài vậy ta? Chuyện của nhà tôi, cô quan tâm làm gì? Giang. Vắng cừ danh vọng phát sóng lúc 18:30 thứ 6, 7 chủ nhật hàng tuần trên Vion. Mừng Vion lên 4 với hành trình 4 năm đồng điệu cùng khán giả trong mọi cung bậc cảm xúc. Happy birthday Vion!